Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime nhóm đang đọc nha. Tập 132, quyển 14, chương 650, Máu Chạy Đi. Nếu không phải cô Tích Tân tham gia, Tố Diệp nhất định sẽ cho rằng mình vừa nằm mơ, một giấc mơ khói lửa, hiện trường để hỗn loạn và nguy hiểm, có những thử thách sinh tử, có những sự chắc chắn đến tàn nhẫn rằng phải liều mình mới có thể sinh tồn, hoặc có lẽ cô đang quay một bộ phim, rồi chó ngáp phải rồi được làm nữ chính một lần, tham gia một cảnh khói lửa mà thôi. Mấy chiếc xe bọc thép nặng nề trên mặt đất như một chiến sĩ kiên cường, Tố Diệp có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, một trong số chúng đang xông về phía này. Trên xe có khoảng 7, 8 đàn ông, ai cũng cầm súng máy trong tay, cũng liều mạng với đám người dưới đất. Tố Diệp hiểu rõ trong lòng, nơi đây nhất định không còn là thuộc địa phận của Trung Quốc, có lẽ là khu vực biên giới, nếu không sao có thể bắn súng một cách rầm rộ như vậy. Nơi đây có lẽ cũng giống như Nam Phi, pháp luật gần như không tồn tại, súng đạn bạo lực trở thành đại diện quyền lực duy nhất ở đây. Trong ánh lửa, Tố Diệp nhạy bén nhìn thấy niềm ái ngàn. Khoảnh khắc này, nước mắt cô cứ thế rơi xuống, bao nhiêu kiên cường cố gắng kìm nén suốt dọc đường đều tan vỡ. Sự sợ hãi không muốn thể hiện ra trước mặt Kỳ Đông Nam giờ cũng ập tới như rời núi lấp biển. Cô không muốn nhìn thấy niềm ái ngàn ở đây, không muốn có một chút nào cả, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô lại chỉ muốn nhào vào trong lòng anh ngay lập tức để được anh ôm thật chặt, hoặc có thể chất vấn anh rằng, chẳng phải anh đang ở Nam Phi yên ổn sao, tại sao lại quay về? Anh không nên quay về. Súng của cô và Kỳ Đông Nham đã hết sạch đạn. Thực tế là Tú Diệp không bắn một phát súng nào, vì trong điều kiện số lượng đạn có hạn, cô nổ súng chắc chắn chỉ lãng phí, chỉ càng cho đối phương biết vị trí của mình mà thôi. Cô không biết những người trên xe bọc thép kia là ai, chỉ biết họ đi theo Niêm Ích Ngạn, tức là người của mình. Nhưng lực lượng của đối phương mỗi lúc một đông. Lúc này Tú Diệp mới bàng hoàng nhận ra số lượng mà cô và Kỳ Đông Nham thấy lúc nãy chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Một chiếc súng máy được ném tới trước mặt Kỳ Đông Nham. Cô nghe thấy Niêm Ích Ngạn quát to, cầm súng, Diệp Diệp lên xe. Ngay sau đó, khi ngang qua bọn phía họ, cửa xe được mở ra. Cô nhanh chóng giơ tay, cứ thế bàn tay lớn mạnh mẽ của Niêm Ích Ngạn nắm chặt tay cô. Một giây sau, anh dùng sức kéo cô lên xe. Còn tốc độ của Kỳ Đông Nham cũng cực nhanh. Anh ấy nắm chắc khẩu súng trong tay, rảo bước lên xe. Khi cửa xe đóng lại, anh ấy cũng bắt đầu nổ súng về phía những chiếc xe đuổi theo phía sau. Tố Diệp đứng Niêm Ích Ngạn và Kỳ Đông Nham kẹp ở giữa, bên tai chỉ còn những tiếng bằng bằng vang dội. Cách đó không xa còn có tiếng nổ. Qua gương chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy gần đó có một chiếc xe bọc thép bị lật. Khoảnh khắc nó nổ tung làm bừng sáng cả bóng tối. Hơi thở của cô gấp gáp, cô siết chặt tay thành nắm đấm. Niêm Ích Ngạn ngồi trên, nhanh chóng đánh tay lái màn công kích phía sau của chiếc xe. Anh giơ một tay còn lại nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp mà kiên định, đừng sợ. Nhưng Tố Diệp cảm thấy mình chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Thì ra con người khi đối mặt với thời khắc có thể mất đi tính mạng bất kỳ lúc nào, chung quy cũng sẽ sợ hãi. Anh không đi tới. Cô nghẹn lào, nước mắt mở đi tầm nhìn. Niêm Ích Ngạn nắm chặt vô lăng, bây giờ anh không thể nhìn cô, cũng không thể lau nước mắt cho cô. Hai mắt anh chỉ có thể chăm chăm nhìn phía trước, nói rành mạch từng chữ. Anh phải tới, ở đây có em và người anh em của anh. Tố Diệp hít sâu một hơi, cả Kỳ Đông Nham đang sống máy cũng nghe được câu nói cuối cùng của Niêm Ích Ngạn. Bả vai anh ấy run lên một cái, động tác bắn súng cũng chợt khựng lại. Nhưng chẳng mấy chốc, anh ấy lại tập trung tinh thần và sức lực bảo vệ việc đối phó với đám người đang vượt lên phía sau. Lúc đổi súng, anh ấy mới dựa vào ghế xe và nói, Mấy Ngạn, cậu có tớ là đứa trẻ lên bài đây à? Niêm Ích Ngạn chìm lặng, mím môi. Bọn chúng rất đông. Kỳ Đông Nham bổ sung thêm một câu, còn người Niêm Ích Ngạn chợt co rụt lại. Anh vẫn giữ im lặng, gương mặt hơi nghiêng lạnh như băng. Kỳ Đông Nham là bạn bè bao năm nay đối với anh, đương nhiên sẽ ngửi thấy một mùi nguy hiểm từ nét mặt này của anh, cũng đã chứng thực những gì anh ấy vừa nói. Kỳ Đông Nham không nói nữa, bặm môi, tiếp tục đoàn kết với các anh em trên xe bọc thép, đối đầu với chúng. Diệp Diệp, mặc áo chống đạn vào. Niêm Ích Ngạn khoác chiếc áo chống đạn duy nhất lên người cô. Anh hiểu rõ, đám người này nhằm vào anh, lũ lính đánh thuê ẩn náu ở nơi này, tên nào tên đấy đều giỏi sang tài cán. Anh chỉ dẫn theo 30 người, dù đại ca khôn ở bên kia có điều động gấp hơn nữa thì cũng không kịp. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là xông ra khỏi nhà tù này. Tố Diệp nắm chặt chiếc áo chống đạn duy nhất còn tìm thắt lại. Một bên là Kỳ Đông Nham, một bên là Niêm Ích Ngạn. Cô không muốn người nào có chuyện. Mặc vào.
Lý Bách Ngạn lạnh lùng ra lệnh. Giờ phút này anh chắc chắn rất cứng rắn và nghiêm khắc, không còn bình tĩnh thản nhiên như lúc làm việc nữa. Dưới đất la liệt những lính đánh thuê thương tích tử vong, những người A Quỷ dẫn tới lần này đều có xuất thân không đơn giản mới có thể đọ cao thấp với đám lính đánh thuê này. Đúng vào lúc thế trận có lợi đang nghiêng về phía họ thì trên trời bất ngờ xuất hiện một chiếc trực thăng quét qua những cây cổ thụ khiến chúng xào xạc kêu. Kỳ Đông Nham, cẩn thận! Lý Minh Ngạn nhanh chóng đánh tay lái, đổi hướng. Kỳ Đông Nham cũng nhận ra có điều không ổn, nhanh chóng rút đầu về. Ngay lập tức một đợt bắn phá bằng súng máy ầm ầm chút xuống. Các anh em trên xe bọc thép đã có người trúng đạn, tiếng kêu vang lên không ngừng. Lý Minh Ngạn, cậu đắc tội với ai thế hả? Phái cả trực thăng truy sát, quay phim hành động à? Kỳ Đông Nham bắt đầu gào lên. Lý Minh Ngạn không nói câu nào, cặp anh căng cứng, anh nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe bọc thép nhanh chóng lao về phía trước. Kỳ Đông Nham cũng đã rút về. Anh ấy bắn giỏi kiểu gì cũng không đọ lại được trực thăng. Cánh rừng phía trước trông có vẻ rậm dày, nên Minh Ngạn nhắm chuẩn mục tiêu, lái xe về phía hướng gió. Chiếc trực thăng trên đầu vẫn theo sát họ. Tới bìa rừng, anh phanh kín lại. Chiếc xe bọc thép đột ngột dừng bánh. Xuống xe! Nên Minh Ngạn ra lệnh. Tố Diệp nhanh chóng xuống xe. Cô biết lúc này còn tiếp tục ở lại xe sẽ thành mục tiêu lớn. Xuống xe vào trong rừng, ngược lại sẽ an toàn hơn. Các xe bọc thép khác cũng vội lái tới. Trong số 30 người thương vong vô số kể, chỉ còn lại khoảng chục người, trong số đó có A Quỷ. Anh hét đến về phía Lý Minh Ngạn. Anh Niên, mọi người mau chạy đi. Lý Minh Ngạn không nói gì, lập tức đeo thêm mấy khẩu súng trên lưng. Kỳ Đúng Nham cũng làm theo. Lý Minh Ngạn nhìn Tố Diệp, cô vẫn nắm chặt một khẩu súng trong tay nãy giờ. Anh do dự giây lát rồi nhanh chóng lấy khẩu súng đó đeo vào eo mình, nắm lấy tay cô chạy vào trong rừng. Dưới đất vẫn còn một số lính đánh thuê đang đuổi theo. Nếu không phải trên đầu có máy bay trực thăng tấn công dữ dội, họ đối phó với đám lính này tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Minh Ngạn một tay nắm chắc tay Thố Diệp, chạy sâu vào trong rừng. Phía sau có Kỳ Đống Nham, A Quỷ, sau lưng và trên đỉnh đầu đều có tiếng súng, cây cối xung quanh bị đạn càn quét, thương tích đầy mình. Thố Diệp hơi khó thở, nhưng bàn tay Lý Minh Ngạn vẫn ấm áp và rộng lớn, vẫn đầy sức mạnh như thế. Cô muốn mãi mãi được nắm chặt lấy nó, mãi mãi không buông. Nhưng ký ức như thật như giả chợt nhảy loạn trong đầu cô. Khoảnh khắc Lý Minh Ngạn nắm tay cô chạy, cô chợt nhớ tới một cảnh tượng trong mơ. Một con ngõ dài tối tăm, cậu bé nắm chặt tay cô bé chạy về phía trước, phía sau có người đuổi theo. Hai người họ chạy đến sức lực, dường như không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Cô bé rất sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Cậu bé nói với cô bé rằng: "Đừng sợ, có anh đây." Dường như có một ký ức nào đó bị phong kín, đang hé ra từng chút một, như có một bí mật đang được cất giấu lâu, cuối cùng cũng đã có lỗ thủng. Dường như cô sắp nhìn thấy sự thật, nhưng lại gặp trở ngại. Một cảnh tượng tương tự đã từng xảy ra, luôn dự báo một sự nguy hiểm không nên nhớ lại đang tới gần. Máy bay trực thăng trên đỉnh đầu đã ngừng càn quét, có lẽ vì cây cối quá rậm, lại còn là ban đêm, chúng không thể nhắm chuẩn, hoặc chúng không còn đạn nữa. Tóm lại, cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Nhưng đám lính đánh thuê phía sau lưng đã đuổi tới, có viên đạn quét ngang, nhưng anh hạt nhanh tay đẩy Tố Diệp vào một bờ bụi gần đó. Nơi tạm thời trở thành chỗ ẩn náu an toàn. Kỳ Đồng Nham, Lý Minh Ngạn và những người khác không thể né tránh, mà họ vốn dĩ cũng không muốn né tránh. Kỳ Đồng Nham vứt sang một khẩu súng, Lý Minh Ngạn đưa cho cậu ấy một khẩu trên người mình. Họ đưa mắt nhau rồi cùng gật đầu. Hai người nhanh chóng đứng kề lưng vào nhau, giơ súng lên thực hiện một lượt càn quét quy mô lớn nhằm vào lính đánh thuê. A Quỷ và những người còn sống cũng lo bên trái bên phải. Mấy người họ hình thành lên một bức bình phong hoàn toàn che kín vị trí an toàn mà Thú Diệp đang nấp. Dưới trời đêm, tiếng súng to nhỏ vang vội. Sau khi thành công tấn công được mấy tên, Kỳ Đông Nham nghiến răng nói: "Lý Minh Ngạn, cậu nhớ đấy, tớ mà chết là do cậu hại." Lý Minh Ngạn giơ súng lên nhằm chuẩn vào một tên lính đánh thuê đang nổ súng về phía này, cất giọng giọt than: "Nếu cậu chết, tớ sẽ trả thù cho cậu." "Nếu cậu chết, tớ cũng sẽ trả thù cho cậu." Kỳ Đông Nham cũng giơ súng lạnh lùng nói. Còn người Lý Minh Ngạn chợt co lại, đáy mắt lướt qua một tia u ám. "Không, Kỳ Đông Nham, cậu phải hứa với tớ một chuyện. Không phải cậu bắt tớ phải trả lại tinh thạch cho cậu đi chứ? Tớ không làm được đâu nhá. Nếu có bản lĩnh thì cậu tự giành lại." Kỳ Đông Nham bắt đầu bắn chết được một tên. Bên này Lý Minh Ngạn cũng nhắm trúng một tên, nổ súng chuẩn xác. Hắn thả ngã xuống đất. Anh nói: "Cậu cứ hứa đi đã." "Được rồi, tớ hứa, nói đi." "Nếu tớ chết, cậu không cần trả thù cho tớ." Cánh tay đỡ lấy báng súng của Lý Minh Ngạn, lôi lên những múi cơ bắp. Anh nhấn mạnh từng chữ: "Cậu phải thành tớ chăm sóc cho cô ấy, cả đời này không được rời xa."
Trên đời này, nếu có một người đàn ông có thể đối xử tốt với Tố Diệp, vậy thì Niêm Ích Ngạn tin rằng đó chính là Kỳ Đông Nham. Một khi anh gặp chuyện bất trắc, Kỳ Đông Nham là người duy nhất anh tin tưởng cậu ấy có thể toàn tâm toàn ý đối với Tố Diệp, tin tưởng cậu ấy có thể mang lại hạnh phúc cho Tố Diệp. Có lúc anh cảm thấy ông trời để anh và Tố Diệp gặp lại nhau là một sự trừng phạt. Có lẽ kiếp trước cả anh và Tố Diệp đều làm sai chuyện gì, thế nên kiếp này muốn ở bên nhau mới khó khăn trùng trùng như vậy. Từ nhỏ gặp nhau đã là sai lầm, trùng phùng ở quán bar cũng là sai lầm. Việc anh bất động lòng trắc ẩn đưa cô về khách sạn là sai lầm. Gặp lại cô lại liêm chúng là sai lầm. Ép cô tới Tinh Thạch làm việc là sai lầm. Quyết định ở Trấn Thiên Đăng là sai lầm. Đưa cô tới Lam Phi là sai lầm. Nhưng trong vô số cái sai ấy, cái sai lớn nhất là anh lại yêu cô, mới khiến mọi việc càng thêm sai. Một người đàn ông nào có thể giải thích người con gái cho mình cùng trải qua những cảnh tượng này? Đây cũng là lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Khi liên quan tới sinh tử, anh chỉ mong cho Tố Diệp được sống một cuộc đời bình an. Khi ở Nam Phi, khi cô run rẩy nói với anh cô đã giết người, cô của lúc ấy bàng hoàng và bất lực biết bao, anh đều chứng kiến cả. Cô chỉ là một người con gái chưa từng trải qua cái tàn nhẫn của sự sống và cái chết. Vậy anh lại để cô nhìn thấy bộ mặt hiểm ác nhất của con người. Đây cũng là lý do vừa rồi anh không để cô cầm súng. Anh tin rằng nếu hôm nay Tố Diệp lại cầm súng, làm tổn thương người nào đó, thì cả đời này nó sẽ để lại một dấu ấn khủng khiếp trong lòng cô. Thế nên, nếu có thể liều chết một phen để đổi lại sự an toàn của cô, anh tình nguyện. Kỳ Đông Nham không ngờ anh lại nói vậy, cậu ấy ngẩn người giây lát, sau đó giận dữ đáp. Niêm Ích Ngạn, vợ cậu thì cậu tự chăm sóc. Bùm, có một tiếng nổ dữ dội vang lên, ngay sau đó một chiếc xe bọc xếp xuyên qua rừng tây, hét về phía họ. Mau lên xe đi! Cả đám người còn lại đang chống chọi với đám lính, an toàn nhất chỉ có Tố Diệp. Niêm Ích Ngạn quay đầu hét lên với Tố Diệp. Lên xe! Anh Ngạn! Tố Diệp thấy tình thế càng lúc càng nguy hiểm, xót xa gọi anh một tiếng. Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, ác quỷ trúng đạn, ngay sau đó cũng có mấy người liên tục trúng đạn. Lúc này Niêm Ích Ngạn và Kỳ Đông Nham không ai đi được, chỉ còn cách liều mạng với bọn chúng. Thấy cô vẫn không đi, Niêm Ích Ngạn giận dữ, bèn gào lên. Mau chạy đi! Mau chạy đi! Mau chạy đi! Mau chạy đi! Nhưng chữ ấy như một quả bom, Tố Diệp cũng cảm thấy đầu mình nổ bụp một cái. Ngay lập tức, những ký ức chưa từng đều sống dậy. Mau chạy đi, đã từng có một cậu bé nói với cô câu này, một cậu bé đã dùng cả cơ thể bé nhỏ để chặn đám người lớn đó, hét về phía cô. Mau chạy đi, Trấn Thiên Đăng, còn ngõ dài đó, còn cả ngọn đèn xanh âm u, cậu bé dưới ngọn đèn xanh. Tố Diệp bất thình lình ngẩn phát lên nhìn Niêm Ích Ngạn ở gần đó. Gương mặt anh và gương mặt cậu bé trong ký ức bắt đầu trùng khít, từng cảnh đã xảy ra lần lượt hiện về, tiếng nhạc đinh tai, tiếng cười man dở và nỗi đau. Không, những chuyện này không phải là thật, không phải. Tố Diệp bất chợt ôm chặt lấy đầu, kêu lên một tiếng kinh hoàng và tuyệt vọng. Ký ức từ bốn phương tám hướng len lỏi vào trong từng lớp não bộ. Cô chỉ cảm thấy đầu mình dường như rút vỡ, đau đớn. Cô ra sức ôm chặt đầu, ngồi sụp xuống, gào thét thất thanh, tiếng kêu như thấu trận tới cao. Diệp Diệp! Hình như Niêm Ích Ngạn ý thức được điều gì đó, sắc mặt anh tái nhợt hẳn đi. Anh nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, ở bên có Kỳ Đông Nham yểm trợ. Anh kéo cô dậy, nhưng Tố Diệp càng lúc đã hoàn toàn chìm trong những ký ức tối tăm, trước mắt chỉ còn những cổ trấn cô từng tới, còn ngõ dài và cậu bé đó. Cô ngoắc tay với anh ấy, nói với rằng: Anh ơi, đợi em lớn nhé, sau này em lớn em sẽ là bạn gái của anh. Không. Niêm Ích Ngạn, cẩn thận! Kỳ Đông Nham gào lên, một tiếng súng vang lên, Niêm Ích Ngạn lập tức che chặt lấy Tố Diệp. Tố Diệp chỉ cảm thấy mình được anh che kín, trước mắt bỗng có thứ gì nổ tung, trời đất sáng bừng lên. Cô nhìn thấy gương mặt Niêm Ích Ngạn, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Ích Ngạn! Cô run rẩy cất tiếng, muốn sờ lên gương mặt anh, nhưng con ngươi nhanh chóng rời rạc trống rỗng. Sau đó, cô không còn biết gì nữa. Giây phút cô ngã xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát. À. Sau một tiếng kêu thảng thốt, Tố Diệp mở mắt trừng trừng. Khi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, đầu cô đã ra đầy mồ hôi, ướt sũng cả áo ngủ, cũng ướt đầm cả những sợi tóc là xòa trước trán. Căn phòng này quá quen thuộc, nhưng lại là nơi xa lạ. Một màu trắng chói mắt, đến cả ánh nắng bên ngoài kia cũng không chân thực. Có người gõ cửa, cô há miệng nhưng cổ họng khô rát không thể thốt lên lời. Chẳng mấy chốc cửa phòng được mở ra, bóng hình một người đàn ông cao lớn đi vào. Thấy khắp người cô toàn là mồ hôi, anh ta cảm thấy kỳ lạ. Em sao thế? Tố Diệp nhìn anh ta sững người, hỏi: Anh là ai? Người đàn ông chẳng hiểu chuyện gì,
Anh ta ngồi xuống trước mặt cô, giơ tay lau mồ hôi trên trán cô. Em lại đang nằm mơ à? Tố Diệp bất an. Bạch Ngạn đâu? Bạch Ngạn! Người đàn ông nhíu mày. Bạch Ngạn nào? Tố Diệp ngước mắt lên. Chồng tôi, đi Bạch Ngạn. Người đàn ông đứng bật dậy, nhìn cô bực bội rồi nói. Chồng em là anh, Tường Vân. Tố Diệp kinh hoàng. Anh thấy bệnh tình của em nghiêm trọng lắm rồi. Tố Diệp, em tỉnh táo lại một chút có được không? Bây giờ thời gian ngủ của em nhiều hơn thời gian thức rất nhiều. Cứ tỉnh lại là em gọi tên người đàn ông Bạch Ngạn đó. Trong lòng em giúp cuộc của anh hay không? Đầu Tố Diệp nổ tung, cô giơ tay ôm chặt đầu. Chỉ là mơ sao? Tất cả đều chỉ là một giấc mơ của cô thôi sao? Nhưng tại sao cảnh tượng trong mơ lại hiện thực đến vậy? Cảnh tượng cuối cùng trong mơ, khoảnh khắc Ni Bách Ngạn lấy cơ thể bảo vệ cô thậm chí thấy giờ còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh. Tưởng Bân thấy vậy cũng không đành lòng, anh lại ngồi xuống thở dài. Đồng ý với anh, chúng ta đi gặp bác sĩ, được không em? Gặp bác sĩ gì? Cô ngẩn người hỏi. Biểu cảm của Tưởng Bân rất chân thành, nói hết nước hết cái. Anh đã giúp em liên hệ với một bác sĩ tâm lý rồi. Tôi không có bệnh, tại sao phải đi khám bác sĩ? Thời gian gần đây em cứ như người mất hồn, con hay lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ. Anh là chồng em, không muốn thấy em như vậy. Em cứ coi linh nhờ vì anh, đi gặp bác sĩ em nhé. Tố Diệp nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là chồng tôi thật sao? Người đàn ông thấy vậy bèn đứng dậy, kéo mạnh rèm cửa ra. Anh đang ồ ạt ùa vào trong phòng. Anh ta kéo cô dậy khỏi giường, đi tới bên cửa sổ. Tố Diệp nhìn thấy khu nhà phía dưới rất huyên náo, có người đang tập thể dục, có người đang ôm con đứng buôn chuyện, lại có người mới đi chợ về. Sau đó người đàn ông lại đưa cho cô xem một cuốn album. Cô lật ra, toàn là ảnh cưới. Người đàn ông bên trong chính là Tưởng Bân ở trước mặt, những người con gái. Đây không phải là tôi. Tưởng Bân hết nói nổi, anh ta đưa luôn cho cô một chiếc gương. Em tự nhìn mình đi, có phải là em không? Tố Diệp đón lấy chiếc gương, sau khi nhìn vào thì trợn trừng mắt. Không, cô không nên trông như thế này, trông cô nên xinh đẹp và bình dị. Còn nữa, mái tóc dài của cô đâu? Bạch Ngạn thinh nhân mỗi khi cô dựa vào lòng anh, ngón tay của anh lại lùa vào trong mái tóc cô. Anh nói, anh thích em mỗi lúc em thả tóc, trông lười biếng như một con mèo. Không. Tưởng Bân không biết làm sao, anh lại lấy chiếc gương lại, ép cô nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Em tỉnh táo lại đi, đừng có suốt ngày chìm trong giấc mộng nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống bình thường của em. Em nhìn ra bên ngoài mà xem, nhìn những người dân, người nhà cái kia, rồi ngắm phong cảnh ở ngoài kia nữa, đây mới là thế giới thực. Tố Diệp đờ đẫn như một khúc gỗ. Tiểu Diệp, chúng ta đi khám bác sĩ, đừng để anh lo nữa, được không? Tố Diệp không biết nên trả lời như thế nào. Buổi chiều, nắng vô cùng chói mắt. Sau khi Tưởng Bân xuống xe, Tố Diệp nhất thời có chút mơ màng. Đây vẫn là thành phố mà cô thân thuộc, nhưng những người xung quanh lại trở nên xa lạ. Lẽ nào bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người đó thực sự chỉ là mơ? Cô không biết mình đã bị Tưởng Bân kéo vào phong phòng tâm lý bằng cách nào, chỉ cảm thấy nơi đây quá yên tĩnh. Nhưng nó đặc biệt nhắc nhở cô, đây mới là hiện thực. Có người trợ lý đi ra, nhắc rằng họ có thể vào rồi. Tố Diệp ngẩng đầu lên, hét lên kinh ngạc chỉ vào người trợ lý. Thanh Đàn! Ngay sau đó giọng nói của cô trở nên hưng phấn. Cô chặt, nắm chặt lấy tay người trợ lý. Ni Thanh Đàn, cô em ở đây thật quá tốt rồi. Mau nói cho chị biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Có thể gặp được người quen khiến cho Tố Diệp vô cùng hưng phấn. Điều này chứng tỏ mọi việc không phải là mơ, đều là thật. Vậy mà sự quá khích của cô làm cho cô sợ lý giật hết cả mình. Cô ta trợn tròn mắt nhìn Tố Diệp, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh cô, có chút cảm giác vô duyên vô cớ. Lúc này, có một người phụ nữ từ trong phòng đi ra, giọng nói lanh lảnh. Judy, khách hàng chưa tới sao? Cô trợ lý như tìm được phao cứu sinh, hét về phía người phụ nữ kia. Bác sĩ Vương, chị mau tới đây đi. Người phụ nữ đi tới, chị ta mặc quần áo công sở, đeo một chiếc kính gọng vàng, trông vô cùng chín chắn. Tố Diệp ngước mắt nhìn chị ta, suýt nữa thì ứa ra nước mắt. Diệp Lan, em là tốt quá rồi. Chị ta sững người, quan sát cô tỉ mỉ một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của cô, tôi tên là Phương Bội Lôi, cô có thể gọi tôi là bác sĩ Phương. Sự kích động của Tố Diệp như bị bóp nghẹt. Phương Bội Lôi, bác sĩ Phương. Không, người trước mặt rõ ràng là Diệp Lan, cả gương mặt và giọng nói đều giống con bé y như đúc. Diệp Lan, tại sao em lại giàn dạng làm Phương Bội Lôi? Mọi người đừng đùa nữa được không? Tố Diệp nhìn chị ta với vẻ khó tin. Phương Bội Lôi đi tới, giơ tay định nắm tay cô, nhẹ nhàng nói. Cô cần bình tĩnh lại, tới phòng làm việc của tôi, chúng ta nói chuyện, được không? Thả tôi ra! Tố Diệp giận dữ, hất tay chị ta ra, gào lên thất thanh. Tôi là bác sĩ tâm lý, phải tôi mới đúng.
Quyển 14, chương 651, thật như giả, giả như thật. Tố Diệp có phần điên cuồng, khi một người tiến lên giữa cô lại càng ra sức dãy giụa. Gương mặt cô phản chiếu lên cánh cửa thủy tinh, cô nhìn chằm chằm vào nó. Dù thế nào cũng không tin đây là tướng mạo vốn có của cô. Tôi là Tố Diệp, là con gái của Diệp Học Phong, vợ của Niêm Bách Ngạn. Các người thả tôi ra, tôi phải đi tìm Bách Ngạn. Tiếng thét thất thanh của cô vang khắp hành lang, kinh động tới mỗi bác sĩ tâm lý khác cũng phải ra giúp đỡ. Tưởng Bân cũng cố gắng muốn giúp cô bình tĩnh lại, nhưng tốn công vô ích. Vương Bộ Lôi nhìn về phía Tưởng Bân, nói với anh ta: chúng tôi chỉ còn cách áp dụng các phương pháp cưỡng chế mới có thể khiến cho cô ấy bình yên trở lại. Các người đi làm gì? Tố Diệp nghe thấy tiếng Vương Bội Lôi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Vương Bội Lôi gọi trợ lý tới, thì thầm dặn dò mấy câu bên tai cô ta. Người trợ lý gật đầu rời khỏi đó. Lát sau cô ta quay lại, Tố Diệp nhìn thấy một liều thuốc an thần, liều mạng lắc đầu. Dừng tay, tôi không điên, các người mới điên. Sau khi họ tiêm cho cô một mũi, chẳng mấy chốc Tố Diệp không còn sức gào thét nữa. Cô lờ đờ, buồn ngủ, cả người mềm oặt, ngã vào trong lòng Tưởng Bân. Sau khi cô tỉnh lại thì ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống, tầng mây như lớp cá bảy trên bầu trời. Mỗi một chiếc vảy đều đỏ hồng, càng về phía tây, màu đỏ càng rực rỡ, tự như bầu trời bên kia đang rực cháy, một ngọn lửa dữ dội lan ra khắp nơi. Cô đang nằm trong một phòng nghỉ, qua màu trắng cô biết mình chưa khỏi phòng tâm lý. Thông thường, các bác sĩ tâm lý đều thích trang hoàng phòng nghỉ tựa theo sở thích của bản thân mình. Phòng nghỉ này rất quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, vì đây là màu cô thích. Cô nhớ, phòng nghỉ của mình cũng là màu trắng, một màu trắng toát, hệt những bức tranh cô treo trong nhà. Nhưng khi cô tỉnh lại, không còn nhìn thấy bức tranh đó. Tố Diệp thử cử động mới phát hiện mình đã bị cố định ở trên giường. Nói bị cố định là tử tế, tay chân cô đều bị trói vào giường. Muốn xuống giường, thậm chí rời khỏi đây là chuyện hoang đường. Sự phẫn nộ trong lòng cô lại dâng lên, cô vừa định lớn tiếng gào thét, thì bên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Cô nín thở, giọng tai muốn nghe, rốt cuộc người nói đối thoại là ai? Là tiếng của Phương Bội Lôi. Anh Tưởng, tình hình của vợ anh ngày càng nghiêm trọng, bây giờ cô ấy bắt đầu lẫn lộn giữa mơ và thực rồi. Trước đây chúng tôi cũng đã thường sắp xếp đến những trường hợp như thế này, nếu không điều trị kịp thời, rất có thể sẽ dẫn tới tâm thần phân liệt, như thế cô ấy sẽ càng trở nên nguy hiểm. Rất nguy hiểm? Phải, cô ấy có thể tự sát vì không thể chấp nhận được hiện thực, thậm chí là gây tổn thương cho người khác. Ý của chị là... Ý của tôi rất đơn giản, cô ấy bắt buộc phải tiếp nhận trị liệu tâm lý một thời gian dài, hơn nữa còn phải dùng thêm thuốc, thậm chí là máy móc để tiến hành kết hợp cùng trị liệu sinh học. Tại sao cô ấy lại giao núng này? Giọng của Tướng Bân nghe rất đau khổ. Thật ra trong mỗi người chúng ta đều tồn tại một con người, dáng vẻ tưởng tượng của chúng ta đối với mối tình đầu. Ví dụ như người đàn ông sẽ có một người vợ trong mơ, người phụ nữ cũng sẽ có một hình tượng một người chồng hoàn hảo ở trong lòng. Đàn ông lý trí hơn so với phụ nữ, thế nên phân biệt rõ được đâu là mơ đâu là thực tế. Nhưng phụ nữ thì thích mộng mơ, hoang tưởng, thậm chí còn sẽ chìm đắm trong thế giới hoang tưởng, có thể né tránh tất cả những bất mãn của hiện thực hoặc những điều không hạnh phúc. Còn hiện tại, vợ tương của anh chính là đang có chấp với hoang tưởng của mình. Có thể cô ấy không thích cuộc sống hiện tại, hoặc có thể là anh chưa phải hình mẫu đàn ông mà lý tưởng cô ấy ở trong mơ. Sự hướng dẫn về mặt tâm lý này khiến cho cô ấy tiên lệch về người đàn ông mình tưởng tượng ra. Thật ra đó là sức mạnh tinh thần của con người rất lớn, chỉ là chúng ta vẫn chưa hoàn toàn khai thác được mà thôi. Nó có thể khiến người ta tạm thời quên đi đau khổ, giống như người ta hay nói, ngày nghĩ thì gì thì đêm mơ đấy. Sự tưởng tượng của vợ anh hoàn toàn đắm chìm ở trong mơ. Chúng ta nói dối 1000 lần thì lời nói dối cũng thành chân lý. Giấc mơ cũng vậy thôi. Ngày đầu tiên anh mơ thấy một người, có lẽ anh chưa cảm thấy gì, nhưng cứ tiếp tục 2 ngày, 3 ngày, rồi lại 10 ngày, thậm chí là 1 năm thì sao? Ngày nào trong mơ anh cũng sống với người ấy, vậy thì khi anh tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ không thể phân biệt được là thật hay giả nữa. Giấc mơ của con người là những mớ bong bong, làm sao người ta kiểm soát được nội dung? Anh nhầm rồi, không phải con người kiểm soát giấc mơ, mà là sức tưởng tượng của con người rất phong phú, đặc biệt là phụ nữ. Tình trạng của vợ anh, có thể thấy quan hệ của cô ấy và những con người ở trong kia rất... Tôi cảm thấy đại đa phần đều hiện lên sự tưởng tượng của cô ấy, chứ không phải là giấc mơ. Chính vì trong mơ cô ấy đã tiếp xúc với người đàn ông là tên Niêm Bách Ngạn, do đó mới tình nguyện, tưởng tượng, thậm chí tin vào sự tồn tại của anh ta. Chuyện này quá hoang đường, tôi không thể tin được. Anh Tưởng, trên thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không giải thích được. Vũ trụ có phức tạp nhường nào cũng không rắc rối bằng não bộ trên thế giới tâm hồn của con người. Đây cũng chính là nhiệm vụ mà đời đời kiếp kiếp các bác sĩ tâm lý chúng tôi phải hoàn thành. Nhưng bây giờ phải nói thế nào đây? Chỉ có thể nói rằng đời người như một giấc mộng tựa như đời người. Ký ức của con người thật ra là lừa đảo.
Anh cho rằng rất nhiều chuyện anh nhớ trong đầu là sự thật sao? Cũng chưa chắc đâu, có lúc anh tưởng tượng mạnh mẽ một chuyện nào đó, chấp nhận thừa sự tồn tại của nó sẽ trở thành ký ức của anh. Còn trên thực tế, phần ký ức đó là giả dối, thế mới nói có rất nhiều chuyện thật thật giả giả, khó mà đoán định được. Bên ngoài không còn thanh âm nào nữa, Tường Vân đẩy cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh, anh ta bước đến. Tố Diệp nhìn anh ta mấp máy đôi. Là tôi ra. Ánh mắt Tường Vân bi thương, anh giơ tay vuốt ve gương mặt cô. Lẽ nào anh đối xử với em không tốt sao? Khi xem chỉ say mê người đàn ông ở trong mơ, em nhìn rõ rõ ghi anh mới là chồng của em. Thả tôi ra, tôi không muốn ở lại đây. Tố Diệp không thèm nghe, dốc hết sức ngồi dậy. Tường Vân ấn chặt vai cô xuống, giọng nói nặng nề. Em phải tiếp nhận trị liệu. Thả tôi ra, thả ra. Tiểu Diệp, các người điên hết rồi, thả ra. Tiểu Diệp, Tiểu Diệp. Một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai cô, đầy quan tâm và dịu dàng. Tố Diệp đột ngột mở mắt ra, lúc ấy cô mới phát hiện mình đang nằm ngủ trên sofa. Cuốn sách trên đầu gối chẳng biết đã rơi xuống thảm từ lúc nào, trên người cô có thêm một tấm chăn. Cuốn sách bị rơi đó tên là Mối liên hệ giữa giấc mơ và thực tại, thì ra chỉ là mơ. Sự điên cuồng trong mơ, Tưởng Bân trong mơ, tất cả đều thức tỉnh cùng với hương cam nhẹ nhẹ tỏa ra trong không khí. Cũng may, chỉ là mơ thôi. Bàn tay lớn của người đàn ông vươn tới, vuốt nhẹ trên trán cô, hỏi một cách quan tâm. Em là mơ à? Tố Diệp quay đầu nhìn anh, gương mặt thân thuộc đó khiến cô an tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Em mơ thấy gì rồi? Anh cúi xuống, nhặt cuốn sách dưới thảm lên. Tố Diệp ngẫm nghĩ, rất nhiều chi tiết cô không còn nhớ nữa. Rất lâu sau cô mới nói. Anh giúp em lấy chiếc gương. Người đàn ông nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Tố Diệp đón lấy gương, khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong gương, trái tim cô cuối cùng cũng thở phào. Vẫn là gương mặt bao năm cô biết, vẫn là mái tóc dài mà cô yêu thích. Chỉ có điều, mấy sợi tóc lơ thơ trước trán đã ướt, có lẽ là dính mồ hôi. Em mơ mình biến thành một người khác, ngay cả gương mặt này cũng thay đổi. Cô khẽ đáp, anh mỉm cười. Tố Diệp soi gương, rất lâu sau mới giơ tay lên, khẽ vuốt ve nơi khóe mắt mình, đã có một vết thâm chỉ mờ. Cô nhẹ nhàng kéo lên, kéo vết châm chim cũng biến mất. Nhưng khi cô buông tay ra nó hiện ra, cô thở dài. Đông Nham, có phải em già rồi không? Anh rút lại chiếc gương trong tay cô, đôi tay vào mái tóc cô, nhẹ nhàng vòng ra sau gáy cô, mỉm cười quan sát. Không, em không già chút nào, vẫn xinh đẹp như ngày xưa. Tố Diệp mơ màng, nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô rồi nói. Mấy hôm nay trông em mệt mỏi lắm, hay là buổi tọa đàm chiều nay em hủy đi? Không được, có rất nhiều sinh viên ở nơi khác tới nghe buổi tọa đàm của em. Lần này rất quan trọng. Tố Diệp khăng khăng, anh thỏa hiệp. Thôi được, ai chẳng biết bác sĩ Tố vĩ đại nhất. Anh à, cũng chỉ có thể hạ cố làm tài xế của em thôi. Tố Diệp cười khẽ, đẩy anh một cái. Thế không mau đi lái xe đi, lần này vụ tọa đàm của em mà bị hỏng, kỳ thị của anh sẽ đầu tư vô ích đấy. Địa điểm của buổi tọa đàm đặt tại Đại học Bắc Kinh. Với tư cách là chuyên gia phân tích tâm lý của uy tín trong nước, học giả nghiên cứu giấc mơ nổi tiếng, buổi tọa đàm lần này của Tố Diệp thu hút không ít các thương nhân tới tham gia, trong đó bao gồm cả Kỳ Thị. Kỳ Đông Nham xuất hiện với tư cách nhà đầu tư lớn nhất, khiến cho rất nhiều nhà báo coi đây là đối tượng mục tiêu. Buổi tọa đàm bàn bạc xung quanh vấn đề phân tích lý tính của những giấc mơ, cũng như triển khai đề tài tính kéo dài lý luận view. Buổi tọa đàm lần này nhận được rất nhiều nhận xét tốt. Điều này cũng bắt nguồn từ việc tuyên truyền được tiến hành theo chiều hướng ôn hòa. Rất nhiều chuyên gia, sinh viên khoa tâm lý của các trường đại học, nhân viên của các phòng tư vấn tâm lý đều tới nghe. Vì ai cũng biết, Tố Diệp là một tài năng của ngành tâm lý Trung Quốc, được dự buổi tọa đàm của cô còn hơn đọc sách 10 năm. Buổi tọa đàm rất thành công. Sau khi kết thúc, Tố Diệp bị đám nhà báo vây chặn, nhưng cô chỉ tiếp qua loa 2-3 câu. Sau đó, vội vàng chui vào trong xe của Kỳ Đông Nham, cả di động cũng tắt luôn. Sau khi ô tô rời khỏi cánh cổng trường Đại học Bắc Kinh, Tố Diệp mới hoàn toàn thả lỏng. Cô tháo giày cao gót, co hai chân lên ghế, xoa dịu đôi chân nhức mỏi. Tố Diệp mỉm cười. Kỳ Đông Nham nói. Mệt phải không? Cô dựa vào anh, uể oải gật đầu. Em nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Kỳ Đông Nham thở dài. Ánh mắt Tố Diệp trở nên xa xăm, cô chìm vào suy tư, rất lâu sau mới nói khẽ. Phải, em nên nghỉ ngơi rồi, em mệt quá. Kỳ Đông Nham ôm chặt lấy cô. Tại một trường mẫu giáo quốc tế nào đó, Kỳ Đông Nham và Tố Diệp có mặt trước cổng trường đúng giờ. Tố Diệp không còn dáng vẻ mỏi mệt mà đứng bên cạnh xe chờ đợi. Từng lứa trẻ từ bên trong đi ra, líu lo không ngừng, nói cười không ngớt, rồi tạm biệt các bạn. Tố Diệp cứ ngóng mãi vào trong, tới tận khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu, khóe môi cô mới cong lên. Con bé đó cũng nhìn thấy Tố Diệp, hớn hở chạy về phía cô, mở miệng hô vang.
Mẹ ơi! Quyển 14, chương 652, em rất nhớ anh, thật đấy. Đó là một bé gái 4 tuổi, mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp, mái tóc mềm xõa xuống vai, trên tóc còn gài một chiếc bím xinh xắn, một viên trân châu dịu dàng để kết hợp với rất vừa vặn, cùng một viên kim cương nhỏ xíu, người nhìn đã biết được là khảm nạm thủ công. Bé gái có một gương mặt bé bỏng, trắng trẻo và mịn màng, đôi mắt ấy thật giống Tố Diệp, chỉ có nụ cười là có chút tinh nghịch. Nó nép vào trong lòng Tố Diệp, ôm chặt lấy cổ cô, điệu bộ làm nũng đó khiến cho người ta không dứt nổi. Đây là đứa con gái cưng của Tố Diệp, cũng là lý do khi vội vàng ra khỏi trường đại học Bắc Kinh, cô phải từ chối các cuộc phỏng vấn. Bất luận có chuyện gì quan trọng, dù bận rộn cỡ nào, cô cũng phải tới trường đón con gái đúng giờ. Riêng chuyện đón con về nhà, cô không bao giờ nhờ người khác. Kỳ Đồng Nham nhận lại điện thoại xong cũng phòng ra chiếc xe, nhìn cảnh tượng trước mặt, anh mỉm cười khẽ nói. Dài dài. Dài dài ngước mắt lên, nhìn thấy Kỳ Đồng Nham, con bé lại càng rạng rỡ. Sau khi buông Tố Diệp ra, nó nhẹ nhào tới trước mặt anh nũng nịu gọi. Bố. Kỳ Đồng Nham mím môi, bế Dài Dài lên, Dài Dài bèn dính vào người anh. Bố, sao hôm nay bố lại đi cùng mẹ tới đón con? Dài Dài hỏi với chất giọng non nớt. Kỳ Đồng Nham thơm con bé một cái, ánh mắt cưng chiều. Thế con có thích bố và mẹ cùng tới đón con không? Dài Dài gật đầu rất mạnh, Kỳ Đồng Nham cười. Tố Diệp đứng bên nhìn thấy cảnh ấy cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Cô thích nhìn anh bế con bé như thế, cảm giác nhìn một người đàn ông mặc áo vest đi giày tây, bế con vào trong lòng, có một sự xúc động không nói thành lời. Cô và anh đều rất bận rộn, anh bận quản lý công ty, cô say như trong chóng với các đề tài nghiên cứu tâm lý. Thứ duy nhất khiến cả hai đều ghi nhớ chính là đứa trẻ này, một đứa bé tên Dài Dài, trong người chảy dòng máu của Kỳ Đồng Nham. Dài Dài rất hiểu chuyện. Từ khi chào bời, con bé đã rất ngoan ngoãn. Tố Diệp tưởng rằng cả đời này mình sẽ không có con nữa, ai ngờ ông trời vẫn mang tới cho cô một món quà lớn như vậy. Trước khi sinh Dài Dài, cô đã dặn thì dặn lại Kỳ Đúng Nhăm. Sau khi vào phòng đẻ, dù cô có đau đớn tới chết, dù cô cầu xin bác sĩ cho cô đẻ mổ cũng không được đồng ý. Cô nhất định phải đẻ tự nhiên, nhất định phải chính cô đẻ ra con gái của mình, chứ không phải lấy gió ra từ trong bụng cô. Cô luôn có một yêu cầu cố chấp và nguyên sơ nhất đối với cách chào đời của một đứa trẻ. Cô nói với Kỳ Đồng Nham rằng, ông trời đã cho phụ nữ một đứa con, một đường để đẻ, tại sao lại không dừng chứ? Ngày cô vào trong phòng đẻ, Kỳ Đồng Nham bỏ toàn bộ công việc, thậm chí hủy toàn bộ các cuộc họp, vội tới bệnh viện với cô. Anh ấy cũng vào cả phòng chờ đẻ. Cô cắn răng, cố chịu đựng cơn đau ấy, nói rằng, đàn ông có nhìn phụ nữ sinh nở mới biết ghi nhớ ở trong lòng. Từ đầu tới cuối, Kỳ Đồng Nham vẫn nắm chặt tay cô, mỉm cười nói với cô rằng, không, Tiểu Diệp, anh yêu em thế, thế nên lúc này anh phải ở bên cạnh em. Cô đã sinh được Dài Dài. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, rất nhiều lần hôn mê, rất nhiều lần được Kỳ Đồng Nham gọi tỉnh dậy. Cánh tay Kỳ Đồng Nham cũng đã bị cô cắn cho đầy thương tích. Cứ như thế, họ có được một mối bận tâm quý giá nhất trên đời. Dài Dài, một bé gái tính cách nghịch ngợm hệt như cô. Dài Dài vừa chào đời đã mở mắt, số lần con bé khóc cũng rất ít. Khi đó cũng lắm là cũng ạt vẹ mấy tiếng, đa phần thời gian nó đều tròn xoe đôi mắt, hiếu kỳ nhìn thế giới này. Đôi mắt Dài Dài rất trong sáng, như một hồ nước, mỗi lần Tố Diệp mệt mỏi dã rời hoặc chìm vào nỗi đau quá khứ, Dài Dài lại chui vào lòng cô, ngọt ngào nói. Mẹ ơi, Dài Dài muốn nghe mẹ kể chuyện. Mỗi lần cô hỏi con bé thích nghe chuyện gì, nó đều nói, còn muốn nghe chuyện hoàng tử và công chúa. Mẹ, chuyện kể tới đoạn hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, sau đó thì sao ạ? Ừ, sau đó thì sao? Andersen chưa kể tiếp cho nhân loại câu chuyện sau khi hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau. Liệu hoàng tử có thay lòng không? Công chúa có xả đi không? Hai người họ có tranh cãi không? Thậm chí chia tay? Hay giả sử trời chỉ cho hoàng tử và công chúa một nửa duyên phận kiếp này, biết đâu công chúa chết trước hoặc hoàng tử bỏ công chúa ra đi mãi mãi. Ai cũng mong có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, sở dĩ khắc cốt ghi tâm vì ai cũng phải đối mặt mỗi một sự mất mát. Chẳng ai cảm nhận được khắc cốt ghi tâm nếu chỉ sống trong một cuộc đời bình yên và hạnh phúc, không ai cả. Đương nhiên, Tố Diệp chẳng có thể nói cho Dài Dài biết nhiều như thế, cô chỉ hết lần này tới lần khác, nói với con bé. Sau đó ấy à, họ vẫn mãi mãi sống rất hạnh phúc bên nhau,
kết hôn rồi có một em bé kháu khỉnh, gia đình họ sẽ mãi mãi đầm ấm, vui vẻ như thế. Giống bố mẹ phải không à? Dai Dai ngây thơ hỏi. Tim Tố Diệp nhói lên giây lát, rồi con bé khẽ cười. Đúng vậy, giống như bố mẹ. Con xem, chẳng phải đây giờ chúng ta đang sống hạnh phúc bên nhau đó sao? Dai Dai gật đầu thật mạnh, rồi lại hỏi. Vậy chúng ta mãi mãi được sống hạnh phúc thế này không? Tố Diệp ôm chặt lấy con, khẽ gật đầu. Có chứ, chúng ta sẽ luôn sống hạnh phúc. Cuối tuần gió xu xe lạnh, Kỳ Đông Nham đưa cả nhà tới Nghĩa Trang. Ô tô đỗ vào trong bãi. Sau khi xe dừng hẳn, Tố Diệp xuống xe, cô khép chặt áo lại rồi quay người, dắt Dai Dai. Dai Dai chỉ vào những chiếc lá đỏ phía xa kia, hét ầm lên. Mẹ ơi, lá cây cười đấy, con nhìn thấy chúng đỏ mặt kìa. Kỳ Đông Nham yêu chiều Dai Dai bế lên, nhìn Tố Diệp và nói. Có ngày chúng ta sau này sẽ trở thành triết học gia đấy. Tố Diệp mỉm cười nhẹ nhàng. Người dọn dẹp Nghĩa Trang không nhiều, đa phần bọn họ làm việc vào buổi sáng, tới chiều lại càng ít. Kỳ Đồng Nham sắp rượu ngon và hoa tươi trước một mộ, rồi nói chuyện với tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ lúc mới đứng dậy. Tố Diệp đứng bên cạnh, từ đầu tới cuối không nói câu nào. Sau khi Kỳ Đồng Nham vái xong, cô mới dắt tay Dai Dai bước lên, khẽ nói. Dai Dai, cúi đầu chào chú đi con. Mẹ ơi, chú Niên còn phải ngủ bao lâu nữa à? Ngón tay Tố Diệp run lên, Kỳ Đồng Nham lên tiếng. Dai Dai, lại đây với bố nào. Dai Dai nghe lời đi tới, Kỳ Đông Nham nắm tay con bé. Chúng ta để mẹ ngồi một mình một lúc nhé. Dai Dai gật đầu, Kỳ Đông Nham đi tới bên cạnh Tố Diệp, nhẹ nhàng nói. Bố con anh ra xe đợi em. Tố Diệp không nhìn anh, đôi mắt cô chỉ tập trung ngắm bức ảnh trên bia mộ. Kỳ Đông Nham đưa tay vỗ lên vai cô, sau đó đưa Dai Dai ra ngoài trước. Gió thổi qua, quét qua gương mặt, khiến các lỗ chân lông cũng mát rượi, hơi lạnh. Tố Diệp nhẹ nhàng bước lên, rồi ngồi xuống trước phần mộ. Mỗi lần Kỳ Đông Nham tới thăm anh cũng chỉ biết mua tranh hoa zoom. Thật ra anh ấy cũng không rõ anh thích hoa gì. Con người anh trước đây chẳng biết lãng mạn, thế nên hoa gì ở trong mắt anh ấy cũng vậy cả thôi. Tố Diệp đặt bó hoa súng và cúc trắng nãy giờ ôm trong lòng xuống trước mộ. Bách Ngàn, anh cũng chừng tặng cho em hoa 2 lần, mỗi lần đều là hoa dung tím, một lần là hoa cúc trắng. Thế nên em mới bảo anh chẳng biết hai chữ lãng mạn viết như thế nào mà. Nhưng mà anh nói cũng không sai, hoa dung tím quả thực rất khó tìm. Đặt hoa xuống rồi, Tố Diệp không đi ngay mà nhìn rất lâu vào bức ảnh của Niềm Mấy Ngạn ở trên mộ. Người đàn ông trong ảnh có đôi mắt sáng như sao, bờ môi hơi mím, khóe môi chỉ khẽ cong lên, trông vẫn rất xa cách. Tố Diệp giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm di ảnh, vuốt ve gò má anh, một nỗi đau khẽ đong đẩy trong đôi mắt cô. Đã 10 năm rồi. Tố Diệp thả tay xuống, hít sâu một hơi rồi khẽ nói. Anh Ngạn, anh có bao giờ hối hận khi đã đỡ phát súng đó cho em không? Nếu bây giờ anh vẫn còn sống, mọi việc sẽ thế nào nhỉ? Em vẫn rất tốt, chỉ có điều vẫn hay mơ về ngày xưa khi chúng ta bên nhau, cả buổi tối hôm đó, khi anh đỡ đạn cho em. Thời gian có lẽ là thứ tàn nhẫn nhất, nó chẳng chịu nghỉ ngơi bao giờ, cứ thế trôi qua không chút nể tình. Cô còn nhớ khi mình tỉnh lại ở bệnh viện, được biết tình lý Mạnh Hạn đã chết, cô đã hoàn toàn sụp đổ. Tham gia đám tang của anh như thế nào cô không còn nhớ nữa, chỉ nhớ mình đã ngồi bên linh cữu của anh đúng 1 tuần. Tròn 7 ngày 7 đêm, cô nghĩ rằng linh hồn anh sẽ quay lại. Nhưng không, cuối cùng Kỳ Đông Nham phải lôi cô đi, nói với cô rằng Bạch Ngạn đã chết rồi, em cứ như vậy, nếu anh ấy ở trên trời có linh nhìn thấy, cũng nhất định sẽ rất buồn. Thế nên bao nhiêu năm nay em vẫn sống rất tốt. Tố Diệp cười khẽ, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ. Em không dám phụ lòng anh, đã dùng tính mạng của mình đổi lấy lại mạng sống của em, nên em phải thay anh sống thật hạnh phúc, đúng không? Anh Ngạn, Dài Dài cũng tới thăm anh đấy. Con bé rất quý anh, càng ngày hỏi em chuyện của chú Niên. Nếu anh còn sống, anh đoán chúng ta sẽ sinh con trai, sinh con gái. Liệu có đáng yêu như Dài Dài không? Đông Nham cũng rất tốt với em. Em lấy anh ấy, anh có giận em không? Em chỉ sợ anh giận em, nên mỗi lần tới đây em không dám nói chuyện nhiều với anh. Anh Ngạn. Nói tới đây, Tố Diệp nghẹn lại, cô nhìn chăm chăm vào màn ảnh. Em rất nhớ anh, thật đấy. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Không biết Dài Dài đã chạy tới bên cô từ khi nào, thấy cô rơi nước mắt, con bé giơ tay bàn tay nhỏ lau cho cô. Nhưng nước mắt của Tố Diệp chỉ càng rơi nhiều hơn. Vết thương trong tim cô như bị ai xé rách, cơn đau nhanh chóng lan ra. Cô đã bình thản bao năm nay, cố gắng quên đi quá khứ bao năm nay, thậm chí dùng công việc để bắt mình bước ra khỏi quá khứ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy di ảnh đi mấy ngàn, bao đau đớn lại ùa về. Nó khiến cô không muốn sống nữa.
Trước giường bệnh, Đinh Tư Thời nhìn chằm chằm vào Tố Diệp đang nằm trên giường, đôi mày nhíu chặt. Giáo sư Đinh đi qua đi lại, Kỳ Đông Nam ngẩng đầu lên nhìn trần nhà suy tư chuyện gì đó, còn Lý Minh Ngạn thì ngồi gần Tố Diệp nhất, một tay nắm chặt, gương mặt cũng khó nam đăm. Nhưng khi nhìn thấy Tố Diệp đang nhắm mắt bỗng rơi lệ, ánh mắt anh sáng lên, bất ngờ cất tiếng gọi. Diệp Diệp. Tố Diệp không có phản ứng gì, vẫn nằm đó. Đinh Tư Thường ngao ngán lắc đầu. Vô dụng thôi, chính cô ấy đã tự nguyện sống trong mơ, không tỉnh lại. Quyển 14, chương 653, chỉ còn cách đối mặt. Nỗi bi thương lớn nhất của đời người không phải là bạn trải qua những năng thăng trầm lớn lên, cũng không phải là bạn hứng chịu bao nhiêu lời châm chọc mỉa mai, không phải là khi bạn chịu đựng sự phản bội của bạn bè, càng không phải khi người ngoài lên án, đả kích bạn. Đau thương thực sự là khi nội tâm của bạn sụt đổ, là khi thế giới tinh thần của bạn hoàn toàn trở thành một nơi hoang vắng, cây cỏ không thể sinh sôi. Sống không bằng chết, bốn chữ này trước nay không dùng để miêu tả đời sống vật chất của bạn, mà nói lên đời sống tâm hồn. Khi một người đã hoàn toàn mất đi mục tiêu, hoàn toàn mất đi động lực để tiếp tục sống, đó mới gọi là sống không bằng chết. Mà cách để Tố Diệp trốn tránh thực tại chính là ngủ say. Đây là một vấn đề ngay cả y học cũng khó giải thích. Dù không tương tích, không đau đớn, bệnh nhân vẫn sẽ lựa chọn một cách ngủ một thời gian không tỉnh. Các chuyên gia trong lĩnh vực này hình dung đây là sự tổn thương tinh thần. Cho dù về mặt sinh lý có muốn ý thức mãnh liệt tỉnh lại, nhưng vẫn phải xem ý chí của bạn, bản thân người bệnh. Con người có khả năng tự chữa trị. Khi chịu đả kích, não bộ của con người sẽ tự động xóa đi những ký ức có thể làm tổn thương tới bản thân. Hoặc khi một người ngã bệnh, giấc ngủ có khi lại chữa trị tốt nhất. Sau khi trải qua chuyện tối đó, Tố Diệp hôn mê tới tận bây giờ. Không phải cô không có chút phản ứng gì, mí mắt của cô vẫn đồng đầy, ngón tay cô thi thoảng cũng cựa nhẹ. Thậm chí nhìn giờ phút này đây, khóe mắt cô còn chảy ra hai hàng nước mắt. Nhìn Minh Ngàn từ đầu tới cuối, vẫn ngồi trước giường bệnh, quan sát cô từ lúc cô hôn mê bất tỉnh cho tới khi có chút tri giác. Cho dù chỉ là một phản ứng rất nhỏ, anh cũng sẽ lập tức gọi bác sĩ tới. Ai ngờ nhìn xong bác sĩ vẫn lắc đầu, nói vô ích thôi. Bác sĩ luôn nghi ngờ rằng tế bào não của cô bị tổn thương vì trong một hoàn cảnh như vậy, tuy rằng không bị thương ngoài da, nhưng trong quá trình tháo chảy khó tránh khỏi phải chứng kiến một số cảnh tượng khiếp đảm hoặc kịch liệt. Nên bây giờ lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh cũng là rất bình thường. Một loạt các công việc kiểm tra sau đó đều làm cả, từ đầu tới chân không hề phát hiện ra bệnh trạng gì rõ rệt. Sau đó, Niêm Ích Ngạn mời giáo sư Đinh tới. Kỳ Đông Nham cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với việc làm của Niêm Ích Ngạn. Niêm Ích Ngạn không có nhiều thời gian giải thích với cậu ấy chuyện giáo sư Đinh từng làm với Tố Diệp. Sau khi tới bệnh viện quan sát Tố Diệp, giáo sư Đinh thở dài lắc đầu, nói rằng người bệnh sau khi phải chịu kinh hãi quá độ chắc chắn sẽ chọn cách ngủ say để bảo vệ các chức năng sinh lý. Đây là phản ứng bình thường của con người. Đồng thời, đây là khoảng thời gian để thế giới tâm hồn điều chỉnh và xây dựng lại. Khi nào cô có thể tỉnh lại thì phải xem tình trạng của chính bản thân cô. Niêm Ích Ngạn đâu phải là người bị động chờ đợi, anh gần như đã ép giáo sư Đinh phải nghĩ ra cách. Giáo sư Đinh tỏ ra khó xử, suy nghĩ rồi nói, ông không sợ Tố Diệp ngủ say, lại chỉ sợ cô đang tự thôi miên chính mình, lấy hình thức giấc mơ để trốn tránh hiện thực. Niêm Ích Ngạn không hiểu ý trong câu nói của ông ấy. Giáo sư Đinh giải thích một cách rõ ràng, dễ hiểu hơn. Sở dĩ tư tưởng của con người phức tạp hoàn toàn được quyết định bởi cấu tạo phức tạp của não bộ. Não bộ của con người giống như một chiếc máy vô cùng tinh vi và thần bí, khiến cho các bác sĩ và các bác sĩ tâm lý đều gặp phải những vấn đề khó giải quyết. Yên nghỉ mà chúng ta hay nói, trong văn học ám chỉ là một người đã chết, nhưng trong tâm lý học và sinh lý học mà nói, đây chính là trạng thái khi não bộ khống chế sinh lý. Nếu trong cuộc sống thực tại, con người đã phải trải qua một sự đả kích khốc liệt, hoàn toàn vượt xa phạm vi chịu đựng của sinh lý và tâm lý, thì não bộ sẽ tự động chọn một cách thức để tiến hành xóa bỏ nó, ví dụ như hôn mê bất tỉnh. Trải qua rất nhiều năm thử nghiệm lâm sàng, những người rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh không phải mất đi hoàn toàn ý thức, ngược lại, ý thức của bọn họ lại rất mạnh mẽ. Trong thế giới hôn mê của mình, họ cũng nằm mơ, mơ các giấc mơ khác nhau. Ý thức của họ như thực chất, chúng đều là mâu thuẫn với hiện thực. Nếu tiến hành phân tích thì những giấc mơ đó là một mặt có thể báo hiệu khát vọng được thoát ly với hiện thực của người bệnh, một mặt cũng có thể dự báo thức tỉnh, có thể tiềm thức của người bệnh. Cũng tức là người trong trạng thái hôn mê bất tỉnh thì những giấc mơ rất mơ màng và rất dằn vặt. Cô ấy muốn tỉnh lại hay không, còn muốn giải thoát khỏi giấc mơ, quay về hiện thực hay không thì phải xem cô ấy có muốn đối mặt với nỗi thảm khốc của mình hay không. Niêm Ích Ngạn càng nghe, hàng lông mi càng nhíu chặt. Rất lâu sau anh mới khàn giọng hỏi, nếu cô ấy mãi mãi không tỉnh lại thì sao? Kỳ Đồng Nham ngồi bên cạnh, ngón tay cũng run lên, căng thẳng nhìn giáo sư Đinh. Giáo sư Đinh nhìn về phía Tố Diệp trên giường bệnh,
khẽ nói. Thì đó chính là hiện tượng sống thực vật trong y học. Không, Kỳ Đồng Nham bước lên nhìn giáo sư Đinh và nói. Xin lỗi, anh cố nghĩ cách giúp cô ấy. Cô ấy còn trẻ như vậy, sao có thể thành người thực vật được? Giáo sư Đinh không biết phải nói sao. Tôi cũng rất muốn giúp cô ấy, nhưng tôi thật sự lực bất tòng tâm. Ninh Minh Hạn ngồi đầu đầu giường, nhẹ nhàng kéo tay Tố Diễm lại. Bàn tay cô ấm áp mềm mại, ngón tay mềm nhũn, không còn sức lực. Anh nắm chặt trong tay mình, nồng nàn thiết tha. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Anh hạ thấp giọng nói. Giáo sư Đinh, cầu xin ông hãy cố nghĩ cách đi. Giáo sư Đinh suy nghĩ rất lâu mới nói. Có lẽ là tư tưởng của Gách, nó có trình độ trong lĩnh vực nghiên cứu giấc mơ, hơn nữa lại còn là thầy hướng dẫn của Tố Diệp. Nghe nói lúc trước Tiểu Diệp từng tới nó làm trị liệu tâm lý thôi miên, chưa biết chừng nó có thể có những quan điểm khác. Tìm anh ta. Kỳ Đồng Nham nhíu mày, có thể nhận ra cô ấy có chút e dè đối với Đinh Tư Thừa. Anh hơi bài xích, điều này bình thường thôi, biết biết Đinh Tư Thừa có ý với Tố Diệp. Đinh Tư Thừa là một nhà thôi miên, lại có một trình độ cao vô cùng trong ngành tâm lý học. Anh sợ Đinh Tư Thừa giở trò gì đó với Tố Diệp thì phải làm sao? Anh chẳng hiểu gì về tâm lý học, phạm vi tâm lý mà anh biết chẳng qua chỉ gói gọn trong những gì đọc ở trong tiểu thuyết hoặc xem trên phim ảnh. Thế nên điều này có thể nghĩ tới, chưa biết chừng Đinh Tư Thừa sẽ âm thầm sử dụng một số thủ đoạn thôi miên nào đó, khiến khi tỉnh lại Tố Diệp không nhận ra họ nữa, tất cả đều có thể. Nhưng Niêm Ánh Ngạn thì đứng dậy khẽ nói. Tôi đi mời cậu ta tới. Kỳ Đồng Nham trợn tròn mắt, vội kéo anh sang một bên thì thầm. Cậu điên rồi à? Anh ta đối với Tố Diệp... Chỉ cần cô ấy có thể tỉnh lại. Niêm Ánh Ngạn nói rành mạch từng chữ, cất lời Kỳ Đồng Nham. Kỳ Đồng Nham thấy anh đã quyết đành phải buông tay. Đinh Tư Thừa tới nhanh, nhưng thực tế là Kỳ Đông Nham đã đề cao khả năng của Đinh Tư Thừa, hoặc cô ấy rất không hiểu biết về ngành tâm lý học. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp trong tình trạng ấy, đặc biệt là khi cô chảy nước mắt, anh ta cũng lắc đầu nói câu đó. Vô dụng thôi, tự bản thân cô ấy không muốn tỉnh lại. Ninh Minh Hạn ngã ngồi xuống ghế, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Còn Kỳ Đông Nham thì sững người, mấy giây sau cô ấy mới nói với Đinh Tư Thừa. Lẽ là cậu không có một cách nào sao? Mấy kiểu như thôi miên dẫn dắt, hoặc là có thể đi vào tiềm thức của cô ấy, gọi cô ấy dậy chẳng hạn. Đinh Tư Thừa nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kỳ lạ rồi nói. Cậu đang quay phim đấy à? Ai lại giỏi đến mức đi được vào thế giới tiềm thức của người đang hôn mê? Kỳ Đồng Nham nghẹn lời. Đinh Tư Thừa nói tiếp. Đừng nói là bây giờ cô đang hôn mê, kể cả lúc cô ấy tỉnh táo, không có được sự đồng ý của cô ấy, tôi cũng không thể tùy tiện áp dụng phương pháp thôi miên đối với cô ấy. Thứ nhất, đây là việc vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp. Thứ hai, cưỡng chế sử dụng thuật thôi miên sẽ gây tác dụng phụ ngược. Phương pháp thôi miên có hiệu quả hay không phải bắt nguồn từ sự hợp tác của bệnh nhân và nhà thôi miên. Cô ấy phải hoàn toàn tin tưởng nhà thôi miên mới được. Nếu không, cho dù nhà thôi miên có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể bước vào thế giới tiềm thức của cô ấy được. Nghe xong cô ấy, Kỳ Đông Nham có phần ngượng ngập. Ngoài ra, Đinh Tư Thừa nhìn về phía mọi người, sắc mặt nặng nề. Sở dĩ cô ấy hôn mê bất tỉnh, tôi nghĩ vì cô ấy đang né tránh hiện thực. Ninh Minh Ngạn im lặng không nói, còn giáo sư Đinh thì chỉ nhíu mày suy tư. Trước đây tôi đã từng thôi miên cho Tố Diệp một lần, phát hiện ra trong đầu cô ấy có chứa một chiếc hộp Pandora, trong đó chắc chắn có một bí mật trọng đại mà cô ấy đang né tránh bí mật này. Nhưng tiềm thức của cô ấy sẽ không nói dối, luôn dùng giấc mơ để thức tỉnh cô ấy. Đây cũng nên là lý do 3 năm qua cô ấy luôn bị các ác mộng dày vò. Tôi cố gắng tháo gỡ bí mật trong đầu cô ấy, nhưng lại phát hiện nó có một chiếc chìa khóa mà tôi không vào được. Tiềm thức của cô ấy cũng không thoát ra được, ký ức của cô ấy đã từng bị người ta tái tạo, nhưng chiếc chìa khóa này có lẽ là tự cô ấy thêm vào. Cô ấy là một bác sĩ tâm lý, còn là một nhà phân tích giấc mơ. Thế nên cô ấy biết cái gì rõ ràng và dùng cách nào để bảo vệ bản thân mình, không để những ký ức trong tiềm thức làm mình tổn thương. Đương nhiên, không phải là cô ấy cố tình làm vậy, mà đang vô thức bài xích và quên lãng. Bây giờ cô ấy hôn mê bất tỉnh, rất có thể đang tự xây dựng một thế giới khác trong giấc mơ của mình. Con người sau khi bị tổn thương sẽ tìm một nơi để trốn. Đây là điểm chung của thế giới sinh vật. Còn khi tinh thần con người bị tổn thương, giấc mơ là cách trị thương tốt nhất. Giáo sư Đinh nghe xong cũng gật đầu tán đồng. Đinh Tư Thừa quay đầu nhìn Tố Diệp. Cô nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc đen xõa xuống vai, bộ quần áo bệnh viện càng khiến cô tiểu tụy một cách đáng sợ. Đau đớn lộ rõ ra trong ánh mắt anh ta. Rất lâu sau anh ta mới thở dài nói. Điều này chỉ có thể chứng tỏ cô ấy đã nhớ lại những gì không nên nhớ, mà chuyện này nhất định đã khiến cô ấy không muốn sống nữa. Giáo sư Đinh quay mặt đi, còn Niêm Minh Ngạn thì giữ kín như bưng. Kỳ Đồng Nham khó hiểu. Chuyện gì mà không nên nhớ lại? Đinh Tư Thừa không lên tiếng, ngược lại Niêm Minh Ngạn cất giọng khẽ khàng. Có cái gì giúp cô ấy tỉnh lại hay không? Kỳ Đồng Nham nhìn Niêm Minh Ngạn với vẻ nghi ngờ, cả ánh mắt Đinh Tư Thừa cũng trở nên vài phần suy tư. Một lúc sau anh ta mới nói. Hết cách rồi,
chỉ còn cách chờ đợi. Nếu là người bình thường, cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn một chút. Nhưng Tố Diệp là người chuyên môn nghiên cứu giấc mơ, có lẽ khả năng xây dựng mộng tưởng sẽ cao hơn người bình thường. Thế nên cô ấy sẽ tỉnh lại muộn hơn. Hai người có thể nói chuyện bên tai cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ nghe được. Đến cả Đinh Tư Tử cũng hết cách. Sau khi anh ta đi, cả phòng bệnh chìm vào im lặng. Rất lâu sau, Ninh Mạch Ngạn mới lên tiếng, giọng nói đắng chát. Giáo sư Đinh, còn cách nào xoay chuyển không? Câu nói này không đầu không cuối, ít nhất thì Kỳ Đông Nham không hiểu, nhưng giáo sư Đinh thì hiểu rõ. Ông ta lắc đầu thở dài. Những thứ cần nhớ lại thì nhất định sẽ nhớ lại, chứ có thể chắc chắn là có thứ gì động đến ký ức của cô ấy, nên đã mở chiếc khóa sâu trong ký ức của cô ấy ra. Chúng ta phải đối mặt thôi. Quyển 14, chương 654, anh ấy là một nữ sao? Sau khi giáo sư Đinh đi khỏi, Kỳ Đông Nham im lặng rất lâu, còn Ninh Mạch Ngạn cũng trầm mặc từ đầu tới cuối. Anh ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ quan sát Tố Diệp, nhìn cô nhắm nghiền hai mắt nằm đó. Trong khoảnh khắc, con tim anh như bị một bàn tay vò nát, xé rách. Cô yên tĩnh như thế, nhưng lại như người phải chịu giày vò khổ sở trong giấc mơ. Anh rất muốn có được một năng lực nào đó, có thể đi vào giấc mơ của cô. Như vậy anh có thể biết được suốt cuộc cô đã mơ thế gì, điều gì khiến cho cô đau đớn đến thế. Hoặc biết đâu, anh cũng có thể nói với cô trong mơ rằng tất cả đã qua rồi, hãy đi theo anh, đừng tiếp tục ngủ nữa, chỉ cần cô có thể tỉnh lại, bắt anh làm gì cũng được. Ninh Mạch Ngạn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, đầu ngón tay anh như bị nhói đau, đó là nỗi đau buốt từ tim, rồi lan ra khắp các đầu ngón tay. Có lẽ anh đã đòi hỏi quá nhiều chăng, có thể sống sót sau màn mưa bom bão đạn đó thì đã là quá may mắn rồi. Anh còn muốn cô tỉnh lại, sống một cuộc sống bình thường, thật sự quá xa xỉ rồi ư. Tối sau khi anh tìm được vị trí của cô, anh xông vào trong cánh rừng đó. Anh đã sợ hãi biết bao, anh sợ mất mát, sợ phải nhìn thấy cô chỉ còn là một cái xác. Anh sai rồi, tất cả đều là tội lỗi của anh. Cô vốn dĩ có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, chí thì cũng được sống những tháng ngày bình dị nhất như bao người, chứ không phải trước sau hai lần phải chịu cảnh bị ngược đãi tàn ác như vậy. Vậy nên nếu ông trời muốn trừng phạt, tại sao không giáng xuống đầu anh? Tại sao cứ nhất định phải bắt cô chịu khổ? Ninh Mạch Ngạn biết bản thân mình đã định trước sẽ mắc nợ cô. Từ giây phút gặp mặt cô ở Trấn Thiên Đăng năm 11 tuổi, anh đã nợ cô rồi. Anh đã cứu cô mà lại không thể giúp cô hoàn toàn thoát khỏi bể khổ, là lỗi của anh, tại anh vô dụng. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cho dù phải dốc hết sức lực, anh cũng phải đưa cô đi. Ninh Mạch Ngạn biết cô đã nhớ nhại rồi. Khi anh nhìn thấy cô ôm đầu ngồi sụp xuống đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng của anh đã biết tất cả đều đã được phơi bày rõ ràng rồi. Có lẽ cô còn biết nhiều hơn anh, sự việc đã phát triển theo chiều hướng xấu. Tối đó anh xông về phía cô, khoảnh khắc viên đạn bắn tung tóe, cũng may là Tú Khải và mọi người đã tới kịp. Còi hụ của xe cảnh sát đã làm náo động cả trời đêm. Ninh Mạch Ngạn biết kể từ tối hôm đó sẽ không ai thấy được bình yên nữa. Cuối cùng Kỳ Đông Nham phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Cậu ấy ngồi trên ghế nhìn Ninh Mạch Ngạn hỏi rành mạch. Bây giờ chỉ còn tớ với cậu thôi, Ninh Mạch Ngạn, rốt cuộc cậu đã giấu giếm chuyện gì? Cậu ấy không phải là kẻ mù, hành vi của Ninh Mạch Ngạn ban nãy đã rõ ràng biết một số chuyện, chỉ có điều anh không muốn nói quá nhiều cho người biết thêm mà thôi. Nhưng Kỳ Đông Nham có quyền được biết. Ninh Mạch Ngạn không nói gì, ánh mắt anh sâu hút, anh đan tay mình vào tay Tố Diệp nắm rất chặt. Kỳ Đông Nham có vẻ kích động, cậu ấy đứng bật dậy, khẽ quát lên. Ninh Mạch Ngạn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Tố Diệp? Đừng có nói là cậu không biết, biểu cảm của cậu đã bán đứng cậu rồi. Ninh Mạch Ngạn có phản ứng, nỗi đau nơi đáy bắt đã tràn ra gương mặt anh, vết sẹo mờ mờ đó cũng ở bờ môi mím chặt, đã thể hiện rõ sự đau đớn ở trong lòng anh vô bờ. Rất lâu sau mới nói. Chuyện này cô ấy không nên nhớ lại, ít nhất thì không nên để cô ấy gánh chịu những chuyện này. Anh giơ tay lên, mượn màn trên gò má cô, nhưng nếu nhìn kỹ, ngón tay anh đang run rẩy. Lúc đó cô ấy còn nhỏ, mới chỉ là một đứa bé 4 tuổi. Bả vai Kỳ Đông Nham run lên, một dự cảm chẳng lành, trườn mò khắp nơi. Nghe thấy Kỳ Đông Nham nói vậy, cậu ấy nghĩ tới một khả năng. Một khả năng cậu ấy không muốn thừa nhận, nhưng lại có dự cảm rất mãnh liệt. Cô ấy... Cậu ấy chỉ thốt lên một từ, giọng nói cũng run bần bật. Ninh Mạch Ngạn lại càng im lặng hơn. Nhưng thái độ này quả thực khiến cho dự cảm trong lòng Kỳ Đông Nham có được chứ chứng thực sự. Cả cơ thể cao lớn của cô ấy loạn choạng dữ dội, bước chân lập tức trở nên không vững vàng, hơi thở trở nên dồn dập. Không thể nào, không thể nào. Tớ cũng hy vọng tất cả đều không tồn tại. Bàn tay đang gác lên một bên của Ninh Mạch Ngạn chợt nắm chặt lại, cả khớp xương đều kêu lên răng rắc. Kỳ Đông Nham đứng không vững, cuối cùng cũng ngã sụp xuống, cả gương mặt như bị vết sáp nến.
phút chốc trở nên trắng bệch. Cô ấy lắc lư trong đầu không dám tin, rồi lại trở nên bực bội phẫn nộ. Cậu ấy cắn chặt răng nắm tay lại. Kẻ nào? Nó kẹo lo lam. Vẫn đang điều tra. Giọng của Niêm Anh Hạn nghe có chút bực bội. Trong lúc nói, anh vẫn không hề rời mắt khỏi Tố Diệp. Kỳ Đông Nam đấm một nhát lên mặt bàn, có vẻ như chỉ muốn băm vằm tên hung thủ đó ra thành trăm ngàn mảnh. Một lúc lâu, cậu ta nhìn Niêm Anh Hạn, gương mặt hồ nghi. Làm sao cậu biết được chuyện này? Ngay cả Tố Diệp cũng không còn nhớ nữa tại sao Niêm Anh Hạn lại biết tường tận như vậy. Thế nên, sau khi hỏi cô ấy, sự hoài nghi của Kỳ Đông Nam đối với Niêm Anh Hạn lại càng thêm nặng. Cậu ấy bỗng nhìn nghĩ tới chuyện Niêm Anh Hạn đã từng khăng giữ lấy tinh thạch, tới cuối cùng bất đắc dĩ mới phải rời bỏ. Anh đã từng nói bất kỳ ai thu mua tinh thạch anh đều không yên tâm, duy nhất cậu ấy là được. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó phải chăng Niêm Anh Hạn đã biết rõ những chuyện xảy ra với Thú Diệp? Thậm chí có thể nói rằng thứ mà anh đang bảo vệ thật ra cũng liên quan tới Thú Diệp. Sự nghi ngờ trong đáy mắt Kỳ Đông Nham, Niêm Anh Hạn đã nhìn thấy tất cả. Ngữ khí của anh hờ hững như đôi mắt của anh. Gã mặt sẹo đó nắm trong tay điểm yếu của tớ, cậu biết chuyện này mà. Nghe xong cô ấy, Kỳ Đông Nham đờ ra. Ý của cậu là... Điểm yếu của tớ chính là cô ấy. Niêm Anh Hạn quay đầu nhìn Tố Diệp, một lần nữa đan lấy tay cô, ánh mắt anh dịu dàng và tình cảm, nhưng lại khảm thêm một nỗi đau sâu sắc. Kẻ đó có ảnh trong tay. Kỳ Đông Nham lập tức hiểu ra, trái tim bất ngờ quặn đau, ngay sau đó nó hóa thành nỗi dày dứt như một dòng nước cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực, đập dành, đập thẳng khiến xương cốt cậu ấy tựa như tan thành từng mảnh. Cậu ấy đứng ngây người ra đó hồi lâu, rồi giơ tay tát vào mặt mình một cái. Thanh âm vang lên, vọng mãi trong căn phòng vắng lặng. Mẹ ơi! Một tiếng nói trong veo non nớt, Tố Diệp bàng hoàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Một vạt áo của cô đã bị dai dai khẽ kéo. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình với vẻ hiếu kỳ. Ánh nắng buổi chiều đổ nghiêng vào trong cửa sổ như rắc vàng lên nền đất. Ánh sáng nhàn nhạt bao trùm gương mặt trắng trẻo của dai dai, hàng mi dài của con bé khẽ chớp chớp, đáng yêu vô cùng. Mẹ ơi, mẹ nằm mơ à? Con bé hỏi giòn tan. Tố Diêm ngẩn ngơ. Phải, cô nằm mơ rồi. Cô lại mơ thấy Niềm Anh Ngàn, mơ về lần anh gặp cô ở Trấn Thiên Đăng. Năm ấy cô mới 4 tuổi, cũng chỉ cao và tầm bằng dai dai. Cậu bé Niềm Anh Ngàn mười mấy tuổi khi ấy, nắm tay cô. À không, siết chặt tay cô, chạy rất nhanh trên con đường dài. Đèn khắp các nhà tạo thành một dải sáng dài, xa xa trông giống như một vạch đỏ đổ bóng xuống mặt nước. Mặt nước trong vắt, nếu không có cơn gió nhẹ nhàng tối qua, không làm dấy lên những gợn sóng nhẹ, thì thật sự không thể phân biệt được là nước đang soi bóng những căn nhà trên bờ hay là những căn nhà đó đang chìm trong nước. Cô đang ngóc tay anh hứa rằng sẽ đợi cô lớn lên, đợi cô làm bạn gái của anh. Trước mắt đã cảnh cầu tuyết ngập trời, loài hoa trắng vốn dĩ được trồng trên các con đường ở Dương Châu giờ lại bung nở rực rỡ ngay trong sân tại phường Thêu Trấn Thiên Đăng. Cô ngồi trên chiếc ghế trắng, trên đỉnh đầu là tuyết cầu dịu dàng. Khi đó thổi qua lại thoang thoảng một hương thơm. Cô nhìn thấy Niêm Ánh Ngạn đang thảo luận chi tiết của nghệ nhân thêu cách đó không xa, ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú. Cánh hoa tuyết cầu cũng rơi trên bờ vai anh. Anh nhìn về phía này, dường như cả khóe môi của anh cũng nhuộm sự dịu dàng của cánh hoa. Ký ức đẹp nhất trở thành hình ảnh trong mơ, mà những giấc mơ này dường như lại trở thành niềm an ủi trong cuộc sống, khiến cô dù có bận rộn cỡ nào cũng không cảm thấy cô đơn. Mẹ, sao mẹ lại không? Dài dài dâu đôi tay nhỏ lên, lau nước mắt cho cô. Tố Diệp giơ tay, khóe mắt cũng đã ướt. Cảnh tượng quá đẹp, thế nên tỉnh dậy sẽ rơi nước mắt. Dài dài hơi lo lắng, con bé chạy ra xa, gọi với. Bố ơi, bố mẹ không này. Tố Diệp rất muốn gọi dài dài lại, nhưng trai tần cứ cứng đờ, không thể nhúc nhích. Chẳng mấy chốc Kỳ Đông Nham lại đi tới. Anh vòng tay qua vai cô, ngồi xuống quan tâm hỏi. Em sao thế? Không sao đâu, chỉ nằm mơ thôi. Tố Diệp nhẹ nhàng đáp. Kỳ Đông Nham ôm cô dựa ra sau ghế, một tay kéo tay cô lại, đan chặt 10 đầu ngón tay vào nhau. Rất lâu sau anh mới khẽ hỏi, lại mới tới Bách Ngạn à? Trái tim Tố Diệp chợt co thắt dữ dội, cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người đàn ông trên đỉnh đầu thở dài một tiếng, rồi sau đó trầm mặc. Em cảm thấy... Khoảng 1-2 phút sau, Tố Diệp lên tiếng. Không hiểu vì sao em cứ cảm thấy mọi việc không chân thực. Kỳ Đông Nham nhìn cô khó hiểu. Em luôn cảm thấy như đã lâu lắm rồi, mình không được nghỉ ngơi vậy, mệt lắm. Hơn nữa hình như em còn lâu lắm rồi không có ngắm sao rồi. Tố Diệp cố gắng miêu tả cảm giác của mình. Kỳ Đông Nham nhẹ nhàng xoay mặt cô lại. Tiểu Diệp, 10 năm rồi, 10 năm nay có ngày nào mà em nghỉ ngơi đâu. Ngày nào em cũng bận rộn như con thoi vậy. Quên em lại không nghe,
đã lâu em không ngắm sao cũng là bình thường thôi. Lúc em còn tăng ca làm cho tới tận sáng, đã khi nào ngừng lên ngắm cảnh đêm đâu. Nét mặt Tố Diệp hoảng hốt, là vì thế ư? Tại sao cô không luôn cảm thấy hoang mang bất an, giống như cô đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng vậy? Lại mấy ngày nữa trôi qua, Tố Diệp vẫn ngủ yên, cô nằm trên giường như một người đẹp say ngủ. Nên mấy ngày chuyển hết công việc tới phòng bệnh, anh gần như ở bên cạnh cô 24/24, ngày nào anh cũng lau người, rửa mặt, hoạt động các khớp chân khớp tay cho cô. Anh còn nói chuyện với cô, kể ra những câu chuyện thú vị xảy ra trên mạng, thậm chí còn học Tố Diệp ngày xưa, sưu tầm không ít những chuyện cười để kể cho cô nghe. Vì anh mong ước có một ngày nào đó, khi anh kể một câu chuyện cực kỳ buồn cười, Tố Diệp sẽ bất ngờ, cười đến tỉnh lại, sẽ lại như khi trước, nạp nũng anh. Bách ngạn, anh xấu tính quá đi. Hết tập 132. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.